Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Sapa TV. Hôm nay là một video rất là đặc biệt các bạn ạ. Hôm nay là mình đi thăm biệt phủ nhà em Nguyễn Tất Thắng ở dưới quê. Đấy. Hôm nay thì anh em tổ chức ăn Tết. Đấy, có con lợn me me. Về đây anh Hải và các anh em diễn viên điện tử về đến nhà của Nguyễn Tất Thắng là có một bữa cơm nho nhỏ. Anh thấy đấy quả nành uy tín nhỉ. Nành nó hôm nay là đã còn bẻ đi một đoạn rồi đấy. Mời các bạn nào đi vào trong. Anh em diễn viên điện tử đang chế biến trong này để set up cho buổi tối ngày mai ăn Tết anh ạ. Rồi. Tối nay có một dàn pháo hoa nhân tạo nữa. Pháo hoa. Ăn Tết mà anh. Nói chung là Tết dương lịch ngày cùng tháng tận rồi. Tết kia thì anh em tôi thì chưa. Đây qua đây luôn, anh em qua xuống bếp luôn. Mời cả nhà vào đây chơi tham quan luôn. Đấy. Rồi. Nhà rất là rộng rãi. Thực ra về đến Tuyên Quang là nó nóng, hơi nóng tí. To nhỉ. Này diện tích bao nhiêu mét này? Gần tổng khu này. Tổng là gần 300 mét vuông. Tổng 300 mét vuông, rộng nhỉ? Vâng. Ui, này, cái gỗ này là gỗ xoan hả em? Củ xoan anh ạ. Củ xoan à? Vâng. Trước là có nhờ một ông bác, ông ấy lấy hộ cho củ. Vâng, ông ấy đi múc, máy múc ấy. Nên là... Gốc gốc ấy đúng không? Vâng, vâng, gốc. Nó mới nhiều chút như này nhỉ? Vâng. Nên là làm được nên... Cái này ông tính là bao tiền mét? Rẻ lắm anh ạ. Khoảng triệu mét thôi. Ba, con chào ba. Con mới sang. Con này bắt tay vào cái nào. Mẹ của bạn Thắng. Cầu thang đẹp nhá. Vâng, cái này lại gỗ khác anh ạ. Này gỗ chai. Đây nhiều các bác là nếu mà nó tất như này thì nó sẽ không đẹp đâu. Gỗ tự nhiên thì đôi khi nó cũng phải có một tí vết này nọ đúng nữa. Đây. Nói chung là nếu mà nếu cứ như này thì lại bảo là giả. Như này thì bảo đẹp quá đúng không? Vâng. Đây là bánh trưng bà gói Tết đây. Bà gói Tết đấy ạ. Vâng. Vừa vào đã thấy một cái miếng thịt rất là thơm rồi. Đây là để cúng của bà. Vâng, để bà thơm. Để cúng cụ ạ. Vâng. Đây bánh trưng gói Tết đây. Vâng, bánh trưng gia đình ăn Tết. Nhà đẹp quá. Cái phản này là gỗ gì đây? Xoan anh hết ạ. Vâng. Toàn gỗ xoan hết đấy. Vâng. Toàn đồ xoan. Anh làm xây khách sạn thì có gì chú bảo cái đội cái ông này làm nhé. Vâng vâng vâng. Tới này nếu mà anh cần thì giới thiệu luôn. 1 mét cả gỗ thì quá rẻ. Vâng, rẻ thôi. Vâng. Hello. Chào người đẹp. Đây là em dâu. Em dâu. Vâng vâng, em dâu. Đâu, em dâu hấp thịt trâu à? Dạ. Đấy. Đấy à? Trâu này nhìn có vẻ quen quen nhỉ? Vâng. Trâu nhìn quen quen. Đây à. Anh em diễn viên điện tử đang đây đây đây. Người nào vào việc đấy? Đấy. Chào các chàng nhá. Ấy giời ơi. Anh em đâu? Úi giời. Đây là xì trưởng thôn. Sùng không biết đếm tiền. Vâng. Đồn cô đơn. Đồn cô đơn. Đồn cô đơn. Tao này tâm giác mạch cái gì nữa? Đúng rồi, đúng đúng, đồn cô đơn đây. Đấy. Chào anh nhá. Đây là anh Toán ở Y Bằng. Đấy. Bếp trưởng à? Vâng. Đang có cái món gì đây? Món thịt luộc. Luộc. Vâng. Đấy. Lợn đen luộc thơm nhỉ. Con này là nanh dài lắm. Đồn mày mang quả nanh đây cho anh Hải cho uy tín cái. Thế bảo con này có quả cát lợn à? Cát lợn luôn. Hả? 30 tỷ đâu? 30 triệu. Mày cắt lên đây. Đây cả mật nhá, như mật gấu luôn anh ạ. Đây này. Đấy. Con này là bao nhiêu, con lợn này bao cân đấy? Con lợn này là 1 tạ mốt. Ui giời. Ăn Tết to thế nhỉ. Cái này là để làm sườn đấy à? Không, cái này là để mấy anh em làm dây làm cung tên. Đâu đâu, quả nanh này thế nào? Đấy. Ây xà chà, hôm nay mới tin đấy nhờ. Nhọn đâu? Nó ra từ đây luôn. Đây là hàm dưới, còn kia hàm trên nữa cơ. Cái này em nên sau này mà em làm nhà hàng ấy. Để em treo đề co, rất đẹp luôn. Vâng. Tuyệt vời, đấy mình đóng cái này vào tường ấy. Tới này bảo lấy cho anh Hải một con nữa, nanh dài gấp đôi này.
Thật nha. Okay, uy tín luôn. Làm con này mình cũng phải ăn Tết. Anh em đấy 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 kìa, anh nhìn thấy chưa? Quạt mạnh chưa? Hỏa lực hơi mạnh đấy. Được rồi. Kiếm cái quạt đấy. Ờ đấy đấy đấy. U này mình kết cái vườn rau này chơi anh em ơi. Đấy. Rau của ông bà thì quá là tuyệt vời luôn. Đây là bận làm nhà đấy ông bà, còn chưa trồng được ấy. Vâng. Ai chào các tráng sĩ này. Tráng sĩ là diễn viên điện tử điện lạnh. Sự taxi dù đâu rồi? Là sự đang đi có việc. Chào anh em nhá. Đấy. Ấy bì dày là quạt cái dày. Nhưng mà con này bị con này mà bì dày này liệu tối tí có nhá được không? Nhận đu rồi, giòn khực khực luôn anh ạ. Ngon lắm. Đây anh em đang tay móng tay bấm vào được mà anh. À thế ạ. Vâng. Con lợn này là nuôi bao nhiêu năm rồi? Con này là 5 năm rồi. 5 năm. Vâng. Nếu mà chuẩn ra là 5 năm 2 tháng. 5 năm 2 tháng. Đó, có tài giấy TV. Khai sinh mà. Tại TV quạt tít phết nhỉ. 5 năm 2 tháng 1 ngày. 5 năm 2 tháng 1 ngày. Ngày nay ngày thứ 2 là. Có sống đây của mày. Đây xong sâu nữa mà. Được đấy nhỉ. Nhìn con lợn này. Đang vàng ấy, đang dở đi. Lật đi, dở dần đi. Cháy giờ đấy. Bạch công tử mới cả Bạch công tử. Điếc công tử. Điếc công tử. Hôm nay không có thằng có sổ à? Không. Đang đóng sổ. Tối anh xem là ngày điếc thôi nhưng mà nhảy tít lắm. Nghe nhạc cảm thu âm nhạc còn hơn cả Beethoven. Điếc công tử. Bây giờ anh cứ nhún nhảy thôi là nó làm theo luôn. Tưởng đang anh em đang bật nhạc. Một trong những cầu thủ nhảy tít nhất. Đang chỉ đạo đấy. Không cần chọc thế đâu anh em. Anh em nướng cẩn thận nhá. Ôi cháy ấy. Ok, bưởi này không có quả à? Có nhưng mà bất ngờ kia còn mỗi cây kia thôi. Cây ngoài thôi. Thấy bảo ở đây gần bưởi Đoan Hùng. Tí nữa anh sang bên kia là có bưởi Khả Lĩnh. Bưởi Khả Lĩnh. Ngon lắm. Vâng, của Đoan Hùng. Bưởi đây nổi tiếng luôn anh ạ. Vâng, có những cái cây là nó bằng cái này rồi đó. Thật mà. Mày cử ai đưa anh đi phát. Tí nữa anh bảo. Trang ơi. Em đang bận gì không? Em đang rửa rau. Rửa rau cái xong là đi cùng anh Hải sang bên Cát Lem kia, bên chỗ ấy kia để quay bưởi tí. Lấy tí bưởi về anh em tối ăn. Từ đây sang có 12 cây đấy anh ạ. Cái bì của nó để làm gì? Tí nộm anh ạ. Nộm. Được đấy nhỉ. Bì dày. Đâu? Trang đâu? Đây em Trang kia. Đấy. Đang Jingle Fell. Jingle Fell. Hôm nay là Noel à? Noel này có ai đưa Trang đi chơi chưa? Anh giới thiệu với em, anh tên là Nghĩa nhá. Anh em mình đi với nhau này. Mà nó sợ với đá quần luôn. Đây, gà đen anh ơi. Uy tín. Anh em trên bản mang về. Gà đen này ngon đấy nhưng mà cái đầu kia quay thì nó xóa mất video. Cái này nướng à? Cái này là sáu lăn. Sáu lăn. Vâng, vâng. Tí nữa ướp sáu lăn. Được đấy anh. Vâng. Ngon đấy. Chào anh Long nhá. Vâng. Đây giò nó đây anh ạ. Giò sáng nay đã anh em làm giò cả giò luôn. Mình biết là làm giò à? Vâng, giò luôn. Đấy, sáng nay được 3 quả. 4 quả. 3 quả anh nhỉ? 3 hay 4? 4 quả mà. Thế còn quả đây đâu? Quả nữa. Chắc ông bà mang thắp hương. Đây có cái gà này. Nhà mình tự nuôi luôn đấy nhỉ? Vâng, ông bà tự nuôi đấy. Đấy, đàn gà. Đàn gà, vườn rau, có cả vịt kìa. Vâng, vịt đấy vịt siêu trứng mà anh. Người lấy trứng luôn đúng không? Ngày nào cũng 4 quả luôn. 5 con nhưng mà lúc nào cũng 4 quả. Nhưng mà sao có một con, có một con là đấy. Không hoài được. Nhưng mà như kiểu đợt này là nó thay lông nó không đẻ có một con đấy. Còn đâu là 4 con kia là ngày nào cũng cho một quả. Tuyệt vời nhỉ. Quả này rất là rộng luôn. Đi Trang rảnh chưa? Đi anh em mình đi hái bưởi để về đây. Ở đây là mỗi người một việc rồi nên là anh em mình là không có. Đây bây giờ em sẽ chuyển mic sang cho em Trang. Đây. Đấy. Em Trang sẽ đi bứt bưởi xong là tối nay là hẹn gặp anh Hải khoảng 4 rưỡi nhá. Ok. 4 rưỡi quay về nhá anh nhá. Ok em. Em đi hái bưởi đây. Trang là người gì? Em người dân tộc Tày anh ạ. Tày à? Vâng. Ấy, nhà đây. Em là ở thôn em thôn Hạ Thành. Hạ Thành, vâng anh. Đây, cái biệt phủ của ông Thắng này, nhìn trông đứng ở góc này này, to. Em sau này em có thích ở căn nhà to như này không hả Trang?
Em thích nhưng mà em thích ở nhà sàn nhà em hơn. Ai cũng thích nhà sàn nhà em. To rồi. Em có đi xe không đấy? À không. Đây, mọi người đã. Em cảm ơn. Vừa rồi di chuyển thì anh em mình đã đến một cái vườn bưởi rất là to. Cô chú ơi! Cô ơi! Ui, nhiều bưởi chưa? Ui, nhiều dã man. Quả này kìa, mới sai. Nhà mình có bán bưởi không nhỉ? Con chào cụ nhá. Vâng. Ui, bưởi nhà cụ sai thế. Này, nhiều chưa? Em này. Ui. Con chào cụ. Vâng. Nhiều thật. Cho con xin phép quay một tí cho cụ nhá. Vâng. Cái bưởi này đã thu hoạch được chưa không? Chưa thu à ông? Họ mua rồi à? À họ mua rồi. Họ mua rồi, họ bao cả vườn luôn à ông? À thế ạ. Bưởi này là bưởi gì đấy ông? Ui, cành có nhưng mà có phải là bưởi khá lĩnh xị đúng không ạ? À, bưởi này bưởi diễn à cơ? À, ông bảo là cái bưởi gì cũng không biết là ông cụ. Ui, sai kìa. Thích thế. Sai. Ở dưới của vườn, trời ơi. Quả này mới to này anh, thấy chưa? Ui. Thôi nhờ. Quả đã rồi. Này. Nhìn sướng thật. Rồi, ui, này quả này có to hơn này. Ôi, đúng rồi. Quá nhiều bưởi luôn. Nhưng mà mình đang muốn là tìm cái bưởi đoan hùng, bưởi xịn mà đúng luôn đấy. Đây, ánh nắng nó vào cái này vàng đẹp này. Màu lên màu đẹp rồi này. Ui, nhiều lắm. Cạnh đường này cũng có nhiều này. Ừ. Quá nhiều luôn rồi anh em này, sai. Gốc cây toàn bưởi rụng. Hả? Quá đa luôn. Nhưng mà cái vườn này ông bảo là bán rồi. À, ông bảo bán rồi à? Ông ơi! Nhưng mà cái này là bán hết cả vườn rồi hả ông? Bán hết rồi. Thế thì... Ui, em vừa nhìn thấy cái quả gì anh ạ? Quả gì? Kìa, anh thấy chưa? Hồng xiêm. À. Đập vào mắt em cái quả này, trời ơi. Con chào bà nhá. Con chào bà. Vâng. Cho con xin phép quay chia sẻ với là khán giả một chút. Bưởi này gọi là bưởi gì hả ba? À, bưởi diễn chứ không phải bưởi khả lĩnh bưởi ấy à? À, hết mùa rồi á? Ui anh ơi, cẩn thận có con chó. Ui này, rất là sai luôn. Nhưng mà cho con hỏi là ở trong làng này thấy bảo là có cái cây bưởi nào bưởi cổ thụ hơn 100 năm tuổi ở đâu hả bà? Nó ở chỗ đình kia nhưng mà à thế à? Thế thì tí nữa mình phải xuống quay chia sẻ với các bạn thấy bảo cây hơn 100 năm tuổi rồi. Đấy, nhìn này, bưởi này. Nó nhiều luôn. Ê, bà còn giữ cái này đi. Hả? Nó sai quá ấy. Sai quá nhỉ. Bà muốn dựng cái cây để mà. Dựng cái cây. Ôi, nhưng mà nếu mà không phải là bưởi à? À không phải. Cắt quế là bưởi gì bà? Nó ngon hơn hả bà ơi? À. Ở vườn này là bà bán bao tiền một quả đây? Ui. Cả vườn là bán tại vườn là bao nhiêu tiền một quả bà? À, 100 triệu vườn. Thế bà ối tiền rồi đấy. Bà cậu. Trời. Ui, cái này mình hái được luôn. Hả? Tức là mình không được tự tay hái. Em là thấy ngứa tay lắm rồi ấy. Ngứa chân ngứa tay chưa? Nhưng mà người ta mua cả vườn rồi. À, đằng này thì hết rồi. Thế này đi. Đằng này hết rồi. Đi, chúng ta lại đi quay về. Ui, quả này to này anh này. Thấy chưa? Hai quả này. Này. Đấy. Thôi mình về đi. Đi, chúng ta đi đi xuống cái cây cổ thụ và mua đúng cái loại bưởi và ngon nhất ở đây. Đấy. Bưởi xịn sò nhất. Anh đi đường nào ấy? À, tưởng anh đi đường nào sao?
nhìn ngứa hết cả tay. tí nữa xuống kia. Ui, chó. Tưởng em là... Tưởng em đầu gấu lắm, không sợ. Trời ơi, em vẫn sợ, sợ nó để con mà. Né là tốt nhất. Con chào ông bà nhá. Con chào ông bà nha. Tránh voi. Người ta bảo là tránh voi chẳng sống bà nào. Thôi né với con chó ra. Vì à, mình kiểu hay chơi bỏ món vitamin không luôn đâu. Thế là bọn này nó ghét. Nó ra tận ra đây tận sụp. Nhiều chưa? Rồi, tiếp tục đi. Đi thôi. Vừa xuống phía này. Em giỏi nhỉ? Em không nhưng mà nó không sợ em hay sao? Nhưng mà nó dễ gần đây mà. Đây này, đây này, đây này. Con chào con bà. Chào bà nha. À bà ơi, cho con hỏi là có phải là nhà mình là có cái cây bưởi mà già đời nhất ở cái đất Đoan Hùng này không bà? À. Nó còn quả không bà? Hết quả rồi, bán hết đồng rồi. Ôi giời ơi, thế thì buồn nhỉ. Không còn quả nào hả bà? Hả? Không còn quả nào à? Không, bây giờ làm gì còn quả nào nữa. Cây này là cây gì bà nhỉ? Cây bạch môn. Bạch môn à? Thuốc hả bà? Ờ, làm thuốc. Ờ, nó có hoa đúng không bà? Hả? Có hoa không bà? Không, không có hoa. Không bà? À. Bà là bà Sơn ạ? Ừ. À, còn bà thể là mẹ bà? Ừ. À. Vì con đừng ở trên mạng mọi người giới thiệu bảo là nhà bà là có cây to nhất ở cái đất bưởi này. Thế ở đâu bà? À thế. À. Đâu bà? Ủa, to thế. To dã man. Cây này được bao nhiêu năm rồi bà? Cụ kỵ ngày xưa cũ bảo là cụ đấy tí của nó thấy có rồi. Ủa, chắc là phải là 100 năm mới. Bây giờ hơn 100 tuổi, chết lâu rồi. À, cụ hơn 100 tuổi, thế là cây này hơn 100 năm rồi hả bà? Cây này đúng không bà? Trời, một mình em ôm không hết. Sướng. Cây to nhưng mà mỗi tội là không có quả. Nhưng mà cây này quả ăn ngon không bà? Ăn ngon. Thế à? Thế thường là tháng mấy này có quả bà? Quả đi đâu năm có quả, bà vừa thu xong hả? Dạ. Ôi. Ôi. Cây to dã man, nhìn em đứng này. Hả? Bé nhỏ luôn. Đứng đây Trang thật sự là nhỏ bé trong cái cây này. To nhỉ. Tiếc là nó không hết quả hơn, rồi. Hơn 100 năm mấy hả bà? Thế chứ là bưởi nó không to mấy nhỉ? Có quả to lắm. Nhưng mà cây này ăn ngon gì bà? Ngon. À. Ui cây này cũng to này. Ồ. Nhà bà còn 3 cây to nữa. 3 cây. Cây này. Ở trong làng còn ai còn nhà nào cây to như nhà bà nữa không? Ở đây dưới kia có nhà ông Khải. Nhà ông Khải không biết cây còn quả không bà nhỉ? Bà không biết là bà chả đến nhà ông chẳng biết có. Nhà ông ở đâu ạ? Ngay chỗ đình cổng, đình không nhìn có cái cổng bê tông to tướng rồi đi vào đấy. À thế ạ. Nhà ông có ở đây cái biển to tướng ở ngay cái đầu chỗ ấy. Biển là gì bà? Cái gì tham quan vườn bưởi nhà ông Khải cái gì. À thế à, thế để con để mình vào đấy qua. Xem. Ôi kia nó còn sót một quả nhưng chắc không lấy được đâu bà nhỉ? Đâu đâu anh? Kìa. Đâu? Cao. À, còn mấy tí kia. Em định trèo lên á? Thôi đừng có trèo em ạ, hỏng hết hàng họ. Đâu, anh mất tinh nhở? Nhìn được cái quả ở trên này này. Kìa. Đây, anh em nhìn thấy không? Kìa kia còn có quả kìa. Đấy, bé à, em thấy rồi. Đấy. Này. Bà ơi, cây này thì mới trồng cơ bà nhỉ? À cây này là bưởi diễn chứ không phải bưởi Đoan Hùng ạ? Thằng cây này của mình là cây bưởi Đoan Hùng xịn đấy bà nhỉ? Ờ, bưởi chính hãng luôn. Bà có bán cây này không ạ? Bà bán không để con mang về trồng ở Sapa nó có quả không bà nhỉ? Ở Lào Cai thì được nhỉ bà nhỉ? Con ở Lào Cai mà. Cháu ở ngay ở chỗ sân ga ấy bà. Và nhà bà có người Lào Cai đúng không? À, thế bà thử hỏi con cháu, bà có bán cây này không để cháu về cháu trồng ở trang trại nhà cháu. Mua cây này về nhé. Ôi, quá sướng luôn anh. Bà Sơn, bà có bán cây này không? Bà vườn tao mua cây, bán cho mày.
Cây bạch thủ để bà làm màu đúng không? Thường nó có sai quả không bà? Con thấy đằng kia còn mấy cây nữa bà. Còn có quả ăn được chưa? Bà bán cho con ít à? Hết quả nhỉ? Không còn quả nào. Thằng con bà vừa đi mang đi hôm qua xong. Mang đi Lào Cai hôm qua. À, nó ở Lào Cai à? Anh, con nhà bà nó ở Lào Cai. Cái này là chuồng gà à bà? Đây nhà đất. Vâng. Nhà đất luôn. Qua. Bưởi năm nay có được giá không bà? Rẻ lắm nhỉ? Nó cắn được không? Dạ vâng. Ngôi nhà này nè. Nhà đây, nhà đây. Đúng kiểu nhà cổ ngày xưa đấy nhỉ? Hay có chó đứng cổng nữa. Ui đây này, bưởi nhà bà mà còn không làm ăn nó còn hỏng hết rồi đây này. Là bưởi chua nó dùng xuống chẳng ăn. À. Con được không có bưởi ăn bà. Không ăn à? Đấy. Ui, quả này còn lành đi. Hả? Còn lành à? Trời to. Đây, trên cây vẫn còn đây. Thế à? Nhưng mà nó là bưởi chua không ạ? Trang ơi, bây giờ dạ. Anh đố em nói được một câu như này nhá. Buổi trưa ăn bưởi chua. Em nói thì lặp đi lặp lại em nào. Buổi trưa. Này. Đấy, em cầm một bưởi, em nói đi. Em nói đúng thì anh sẽ tặng em một phần quà. À, buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa. Em phải đọc đi đọc lại nào. Nào, nói đầu chuẩn là anh sẽ tặng em một phần quà. Nha. Buổi trưa ăn không á. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Đọc lần kia đọc 15 lần mà. Khó mà em mà đọc chuẩn chúng anh sẽ tặng em một kỳ nghỉ ở du lịch ở Sapa cùng với là gia đình nhà em. Trời ơi, cố lắm rồi mà. Khó nào, đọc à, đúng, lại nha. Lần nào bắt đầu. Buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua. Khó quá anh ơi. Nếu mà anh em nào mà đọc được 10 lần thì tôi bãi luôn. Ui, quả bưởi nhỏ đấy. Bưởi này là bưởi gì đấy bà? Đây là quả cam chua. À, quả cam. Quả cam mà nhìn như quả bưởi ấy nhỉ? Đúng rồi, y chang quả bưởi ấy. Màu hồng. Ôi, hồng đấy. Bà ơi, con... À, chúng mày ăn bứt mà ăn à. Cảm ơn bà. À, thế ạ, vâng cảm ơn. Đâu em thử quả cam nào. Rồi để em xem nào, tận dụng móng tay của mình. Này, em nuôi móng tay giờ anh thấy là phát huy được ấy. Ui, vỏ dày khét, cứng. Đây người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đấy, đây, móng tay của em Trang. Đây, đây. Ừ, ok đấy. Được. Để xem. Ui. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi bà? 80 đấy nhỉ? Dạ? Hơn 70 à? Hơn 70 mà từ thời cụ kỵ rồi thì cái cây kia quá là ấy. Cái bên này có phải nhà bà không? Không, cái của họ. Của họ à? Đây cũng là bưởi Đoan Hùng hả bà? Bưởi Đoan Hùng Tết mà. Ui ok, to thế nhỉ? Cái này cũng to đấy bà nhỉ? Cây cũng già cỗi thì lâu lắm rồi. Cây to. Thế là bây giờ mình lại phải... Bên này phải bưởi Đoan Hùng không ạ? Cây bên. Bên. Đây là bưởi diễn ạ? Đấy, nhờ. Bưởi diễn nó rất là ngon luôn đấy, thơm. Anh ăn thử anh ơi. Này. Đây. Cảm ơn em. Dạ. Không biết là có chua. Thơm đi. Đi nói. Wow. Chua quá. Đang chua, chả chua. Wow. Chua bà. Chua là này. Chua là... Trời ơi. Một tí nữa mà nó chua. Mà nhiều nước cực nhỉ. Nhưng mà chua. Ôi. Bà ơi đằng này cũng có mấy cây to này bà này. Mấy cây này chắc cũng ngang ngửa cây kia. Nha. Cây cũng khủng đấy nhỉ. Vâng. Ôi nhưng mà cây này không to bằng nhà bà được. Cây nhà bà đúng là cây thuộc diện cụ rồi. Thôi bây giờ mình đi qua. Con đang định mua ủng hộ bà tí nhưng mà bà lại không có bưởi. Bà. À thế ạ. Dưới này bây giờ người ta đang bán khoảng bao tiền một quả bà?
À đấy ạ. À cái này cơ gốc bưởi hả bà? Gốc bưởi già lắm, ồ, nó chết. Nó chết lâu chưa ạ? Bà định lấy nó ra à? Bà cần con lấy hộ ra không? Ủa. Đấy. Bà thấy con công lực của con tốt không? Mày như thế này thì bà thấy nó lại ra đây. Mày như thế này cơ mà. Mày như hộ pháp vậy. Ôi, chả mua ủng hộ được bà được tí bưởi nhẹ buồn nhỉ. Chả làm chả ai có được, có nhà này. Có nhà mày vừa vào đi. Có chở họ có bán. À, như con thấy họ thu hết rồi đấy bà. Ngoài này con vẫn thấy nhiều mà. Bà lát bà cho con xin số điện thoại nhá. Xong rồi sang năm cây bưởi nó có quả con về con mua hết cây bưởi nhá bà nhá. Điện thoại bà không có số điện thoại. Thế tầm 1 tháng mấy thì có à? Tháng 9 tháng 10. Cứ tầm tháng 9 tháng 10 về là được nhá. 9 tháng 10 cả làng cả lĩnh nhà nào cũng có bưởi. Được rồi, uy tín. Thôi con cảm ơn bà nhá. Con chào bà nhá. Chúc bà sang năm bà bưởi thật sai nhá. Anh em hãy đi nhà khác. Tiếc quá. Đến nhà bà bạn hết quả mất cây bưởi hơn 100 năm tuổi nhưng mà không có quả. Thế à, bây giờ là cuối vụ rồi bà nhỉ? Đây phải là con của nó mà. Thế à, chính nó đấy à. Xót chào chú nhá. Vừa nhà chú còn bưởi không? Con thì còn ở trong hòm thôi chứ còn không còn ở ngoài nữa. À thế à. Vâng vâng. Chắc mình phải lại ra ngoài, quay ra ngoài kia. Ra ngoài đường. Ê à, nhà bên này mấy cây bưởi cũng to nhỉ bà nhỉ? Chính tỏ là khu này là có bưởi cổ thụ đấy. Không xem cái bài hát bưởi Đại Minh à? À thế ạ. Tỉnh Yên Bái vừa rồi nó đưa lên đấy đấy, hội chợ xong nó hát đấy. Ồ vậy hả ông? Ca sĩ gì nó hát đấy. À. Đây là đúng đất này này. À thế ạ, đúng chỗ này luôn. Nhà ông tôi đi sáng tác cái bài hát đấy. Đúng vườn nhà chú đây à? Đây nhà đây, à, nhà à. Đây nhà bà mẹ vợ chị à. Gái rồi đấy chị. À. Nhưng bưởi vào họ. Nhưng mà cái này là cái này là bưởi ghép chua chú. Diễn ghép được khả lĩnh là gốc là loại kia. Ờ thế còn bên này ông ơi. Thế con thấy đỏ đỏ. Bưởi loại khác rồi. Bên này là tiền vua. Đỏ hồng hồng. Có phải cái quả vừa nãy mình ăn không nhỉ? To bán hết rồi. To bán bưởi chua hết rồi. Thôi con chào ông nhá. Sang năm quay lại đây để quay phim. Nói nghe về sớm như này bưởi cháu đây nó vừa vứt dưa Lào Cai bán đây. Ok. Còn chào bé nha, đây, con chào ông. Dạ con chào ông nhá. Ông nhà ông có ông. Chó. Con sợ. Ở đây ôi, ổi ổi nha anh. Mấy con chó ui ổi này. Hiểu chưa? Con chào bà nhá. Con chào bà. Bà ơi cho con xin quả ổi ăn nhá. Vâng, nó bị sâu hả bà? Bà ơi cho con hỏi là phải là nhà mình có cây bưởi to khổng lồ không bà? Ở chỗ nào bà? À, có cái biển xanh xanh đúng không bà? Nhưng mà còn quả không bà? À, quả thì vẫn còn. Thế sao bảo nhà bà còn nghìn quả nữa? À, cây này hết mùa rồi à? Ui. Mấy cái quả bưởi vàng vàng này không phải à bà? À, cây thế này. Đâu, bà? Ông đang làm cỏ à bà? À, em thấy rồi anh ạ. Câu cá à anh? À. Con chào ông nha. À, nó ông đang đi mưa về á? Chủ nhà gọi là nó không cần nó có cháu ông nhá. Đâu? Ông vừa đi mưa về không? Ông đi làm cỏ à? Làm cỏ. Con đang đi quay để giới thiệu với khán giả của kênh Sapa TV là cái cây bưởi khủng nhất ông. Cây này là bao nhiêu năm rồi ông? Cây thì ai mà biết được bao nhiêu năm? À thế à? Ồ thế chắc là. Biết được bao nhiêu năm hả ông? Ờ. Ôi cây này còn to hơn cây vừa nãy luôn. À, cái bà thân sinh là mình 100 tuổi còn à, còn không biết là trước đấy còn bao nhiêu năm nữa đúng không? Bà chỉ biết là tao lớn lên tao chi cả. Nó chết hết rồi cả mỗi cây này. À. Hết quả rồi ông ơi. Nhưng mà cây này hàng năm nó có quả không? Có chứ. Quả ngon không ạ? Cây này quả đỉnh nhất trong toàn bộ các loại quả bưởi là xóm này là của vườn này rồi. Ồ, chết thật mình không được. Nó càng già thì nó càng càng ngon. À bưởi càng già càng ngon. Bưởi này nó thế thì nhiên. Thế bây giờ nhà ông còn bưởi không? Còn. Còn nhà nào mà nó còn bưởi này mình đi vặt được không ông nhỉ? À thế thì bưởi Hà Lĩnh thì hết rồi. Còn mỗi bưởi Diễn kia thôi. À bưởi Diễn. Kia cũng là vườn của ông hả ông? Thế dưới kia là vườn kia là bưởi gì đấy ông? Kia của họ đấy là bưởi Diễn.
À. Nhưng mà bưởi Khả Lĩnh bây giờ thì không ai còn cây quả. Bưởi Khả Lĩnh hết. Thế trong nhà ông còn không? Hả? Trong nhà ông còn không? Trong nhà trong còn nhà ấy còn không? Còn chứ. À thế à? Thế ông để cho con mấy chục quả nhé. Chung là thôi mình phải mua. Nhưng mà đúng cây này không? Không, cây này hết rồi. Nó cũng nói luôn là cây này hết rồi. À nói luôn luôn. Rất rõ văn là cây hết rồi. Cây này người ta đến luôn tận gốc. À. Mua giá cao chót vót gấp đôi luôn. À, còn một, à đấy còn một quả kìa. Em nhìn thấy. Cái anh đấy chưa? Hả? Tít trong như ấy có cái quả nhỏ. À anh nhìn rồi. Thấy chưa? Trong này có này. Mà em tinh phết nhỉ. Nhưng nó bé. Ờ thì đấy có to họ biết hết trên đâu. Bé. Tiếc quá anh ở ông nhỉ. Con muốn nếm thử cây này cơ. Cây này họ đến tận đây họ mua với giá cao ngất ngưởng luôn. Bao tiền mà năm nay bưởi có được giá không? Năm nay là bưởi mất giá nhưng mà cây này vẫn Nhưng mà nó khoảng bao nhiêu tiền một quả không? Cây này bán tại đây là 20.000 họ bứt. Ôi rẻ nhỉ. Thế là ông cho con xin số điện thoại sang năm mà nó nào nó gần chín ông gọi con về nhá. Con mua hết cả bưởi cây luôn. Con năm này... nào người ta cũng đến người ta mua luôn cả cây. À thế à? Thế năm nay ông bán cho con để con mang về Sapa, con mời Sapa. Con mời thực khách đến nhà hàng con ăn để thưởng thức món bưởi bởi vì là con là cũng người Phú Thọ không ạ? À. Đấy. Mà kênh của con thì đông người xem lắm. Đây là bưởi diễn đúng không? Đây là bưởi gọi là cắt cuối đấy. À. Nặng phê đấy chứ ông nhỉ? Có ai người ta ngỏ ý mua cây bưởi của ông chưa? Bây giờ á? Không ý ai nó muốn nó đào cả cây đi chưa? Không bao giờ người ta đặt chưa? À. Ý, con ý là cả cây ý không? Ý người ta đào mua ở cây bán. Người ta đào gốc đi. Vâng, đúng rồi. Nhiều thằng hỏi không nhỉ? Có tiền tỷ thôi chẳng gì đâu bán. Tiền tỷ không bán luôn. Bởi vì nó các cụ để lại cho tớ những gia sản này trong đó còn có mấy cây mà nó thuộc về cái lĩnh vực. Gọi là ngoài cái thu nhập ra nó còn nó là cần một cái kỷ niệm. Thế à? Ví dụ như cây mít này. Ui. Cái mít này cũng to nhỉ? Cái mít này có quả không ông ơi? Cây này là được bao nhiêu năm rồi không? Không biết được. Cây mít này cũng khủng rồi. Cũng họ hàng nhà cây bưởi. Đôi. Ủa, cái to lắm em ạ. Cây này mà lấy quả nó cũng vất vả chứ. Nó đang ra quả anh ạ. Con kia mày cắn hơi lâu rồi nhá. Kia mày thích cắn không? Hả? Chiều cho thế nó con đuổi lại mình anh ạ. Mày thích cắn mày. Mày cắn nó hơi nhịn. Bố mày nhịn mày từ nãy giờ hơi lâu rồi. Anh nhận này. Ủa. Đấy. Sai quả nhỉ anh nhỉ? Sai nhưng mà bưởi này là bưởi diễn. À. Ở đây cây to kia em thấy quả kìa. Hả? Cây kìa. Cao kìa. Không biết là. Không phải đâu. Bưởi đoan hùng. Bưởi xịn. Bé bé nhỏ mà không to đâu. Đi. Mua ủng hộ ông một chút. Ông bán cho con ít rồi mang về ăn à? Củ tư à? Bà chủ bán gọt với bưởi ăn nhí. Chào anh nhá. Chào chú ạ. Ở nhà nương. Dạ vâng. Anh có xem Sapa TV không? Em thi thoảng. À nhưng có biết không? Có. Đấy. Nhưng ngày xưa em ở Bắc Hà mà. À ở Bắc Hà. Chỗ nào? Em ở ngay. Dạ. À dạ vâng ạ. Năm nay mình đến rồi con xin ạ. Hết mất mùa. Dạ vâng. Bà đang đun cắm lợn à? Nấu cắm lợn. À bà đang nấu cắm lợn. Nấu cắm lợn. Đấy đang gọt còn đang gọt. Nấu lợn nào bà? Nấu cắm lợn này. Đây này. Ai à, quả to phết bà nhỉ? Còn có quả to của bé mà đây này, quả này đang có thử, quả này cháu vừa vối vội trong hòm. Hả? Ngon đấy, cháu vừa vối vội trong hòm đấy. Bà bán bao tiền quả đấy? Ở đây á, vâng. Đây bán 20.000 một quả, nhưng mà có người bán 25.000. Bà bán cho con... Không được, bà Huyền hôm hỗ trợ bán 25.000 một quả. Nhưng mà bây giờ thì bán bao nhiêu? Năm nay không phải mất giá bà nhỉ? Năm nay thì người vứt vào là để lại thôi, còn họ bán vườn hết rồi, không để họ bán vườn hết. Còn là vứt vào thôi. Đâu, bà nhận cho con đi. Ngọt quá. Ông này ở Bắc Hà về thần nào ông siêu tầm mấy con chó Bắc Hà. Ngon, thơm. Ngọt. Này xuống nước mới ngon bà nhỉ. Đây là bà. Đây là những cái bưởi ở đây. Đây bưởi là
tỉa cành, dọn cành những bưởi loại nó theo vứt trong đấy, nhưng mà vẫn vẫn ngon, nhưng mình chả ăn thì đắp vào đấy. Vâng. Đâu bà nhặt cái loại bưởi ngon cho con xem nào. Đây đây, bà lấy quả cho họ ngọt để ăn quả như này được rồi. Bà loại bưởi ngon loại ngon hạng nhất nào? Ngồi trong đỡ cái khói này. Vâng. Sang năm phải về sớm. Vâng. Thương hiệu ngày xưa thương hiệu nó đủ. Mà bây giờ nó gọi là bây giờ thương hiệu bây giờ là bưởi Đại Minh. Đại Minh. Đại Minh. Của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. À. Đấy. Nhưng giống bưởi cổ của nó không biết từ đâu nhưng mà xuất phát trong toàn bộ phạm vi xã này và mấy cái xã. Nhưng mà nó do nguồn nước hay sao ấy mà con ăn bưởi con thấy nó ngọt, nó mát mát thanh thanh, nó phải ngọt lừ mà nó đại ý là nó rất thơm ấy, nó dậy mùi. Có lẽ là do đất thôi. Do đất ạ? Do đất. Do đất thôi. Cũng là cái bưởi này có lúc nó có quả đây anh. À. Em chỉ có hình ảnh thôi, vài cái hình ảnh vớ vẩn thôi. Ừ. Đó, được anh rồi. Ừ, sang năm em nhá. Đấy, cũng là cái bưởi Khả Lĩnh này nhá. Ừ. Chứ trồng ở cái vị trí đất đúng đất Khả Lĩnh này, ăn à. Cả luôn. Đúng rồi. Hôm nọ tôi vào ngã ba có bà ấy bảo chú ăn đi, bưởi Khả Lĩnh nên người ta cho tôi chú ăn xem nào. Không được. Chú ăn xem là chú nói bưởi nhà ai. Tôi ăn xong tôi bảo bưởi nhà ai thì em chịu. Nhưng bưởi này giống đúng bưởi Khả Lĩnh rồi nhưng không phải bưởi trồng trên đất Khả Lĩnh. Vâng. Ông ăn không quen mồm nó bà biết. Bà nói bảo chú nói đúng bưởi chỗ đấy chỗ nọ luôn. Vâng. Thế được rồi, con mua ông khoảng bao nhiêu quả nhỉ? À 10 mâm à? 10 ba, mâm khoảng 3 quả được nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Thế chắc tầm 30 quả gì đấy. Cho con khoảng 50 quả rồi đấy bà. 30 quả, 30 quả. Cái cây này nó gửi cho đứa cháu. Và sang năm thích gửi ngon thì bà trước gửi đứa cháu. Cái quả to quá sợ ấy thì bỏ lại thôi. Bây giờ thì con thử. Em bóc thử xem. Đấy. Vừa bỏ cổ. Đây. Cái đây. Tôm của nó rất là ngấy nhỉ. Đấy cái lúc nọ hồi năm bảy bảo trước. Nha. Bây giờ hết mất rồi. Nha. Vâng, đấy nó còn sao chả biết còn được. Sang năm bà gọi con để con về con làm tí nha. Rồi, cứ để chả biết chơi này còn được chụp quả này. Nó đứa cháu gọi bằng cô ruột đây nữa. Ờ bà mang cho con 30 quả đi. 50 quả này, 50 quả nhá. 30 quả đây. Đó này vẫn 50. 50 quả bà. Con lấy 30. 30 quả thôi. Một mâm 3 quả là ok. Vì là mình còn đi xa thì nếu không thì hôm nào gọi thích ăn thì lại bảo mọi người gửi lên. Bưởi trong hòm. Ui. Đâu đâu. Quả to rồi có ngọt không? Nó hơi nhạt nhạt. Ở đây này, không thì lấy bên này. Đây này, nó nhạt to nó bỏ lại đây. Loại ngon nhất đấy anh ạ. Ngon nhất thì bây giờ không. Ạ. Ngon nhất họ bứt từ lúc ở trên cây rồi. À thế à. Bây giờ, nó không... bây giờ chỉ còn ngon nhì thôi. Ồ đây. Đây nó đem đến mấy quả này còn. Cái loại này nhá, mà con thấy nó bán là nó phải quắt teo cơ. Đúng không? Thì lấy quả nhỏ thôi này. Nó xuống đường ấy. Những quả vừa nãy là cũng mọng như vừa gọt xong rồi này. Vâng vâng. Đấy. Rồi, bà cho con vào đi. Lấy cái quả này lấy xong quả rồi. Bé thì lấy đây. Bỏ vào trong kia lấy cái xong rồi. Hả? Để mình gọt ăn. Nhưng mà lưu ý ông này, không quá lại bảo tôi kẹt, tôi tham. Đây. Đấy, con vừa xếp lên nước à? À. Dạ. Bưởi trong hòm. Bạn thử ngoài, đây xếp hòm này, hòm này. Dạ. Đây này, ui dồi ôi. Nhiều xếp đây còn đâu học đây, xếp đây còn để khách lấy mà. Có bọn nhìn quả không? Nó tùy từng loại. Thì riêng bưởi Khả Lĩnh là tôi nói là ngon mà không có bảo tôi tham. Ừ. Quả chọn quả đây những quả này to gì mà chất lượng không cao lắm đâu. Vâng, ông cứ chọn con qua lại ngon nhất đấy. Còn à cái hòm này là ngày xưa để thóc cái này ông nhỉ? Đấy. À bây giờ tận dụng làm. Bây giờ lại để dùng để bưởi à? Các hòm này ngày xưa tập trung chất cho thóc. Vâng, thóc này chuột nó được ăn. Con xem cái thùng này. Quả to vừa nãy vừa gọt đấy, có khi nó quả to không lấy. Thôi bà cứ lấy quả nào ngon nhất, bà thấy quả nào ngon thì bà lấy cho con. Con có biết đâu. Ồ nhiều thế nhở. Rồi đây. Anh ơi nhìn này. Đâu em? Em. Trong này còn đầy. Bưởi của trang to phết. nhiều lắm. Nhìn sướng thế nhở. Thôi nào con ăn thì con lại điện cho bà lại gửi lên cho con nhá. Rồi. To chưa? To. Bưởi của trang to. Thế này này. Vừa to vừa tròn. Sao em lại nhìn dưới? Anh nguy hiểm. Vâng, đấy, vừa to vừa tròn. Cháu ơi, cháu ơi, con có bè bẹp à? Bè bẹp à? Này, mang vào con ăn thử thế nào, xem con được không? Thôi được, không sao. Ăn luôn để con tin tưởng lại gia đình, ông bà cứ lấy cho con đi. Tin tưởng như là trong cây nó có quả, chẳng có cành mầm thì mình kiểu không chọn, cũng phải chọn lên.
vừa rồi nhưng mà lắm nước. Lấy vừa vừa rồi quả to quả nó khéo ấy. Khô quả rồi. To là chất lượng cao đâu. À, thấy thiết kế quả nào rồi? Thế không có lại bảo là tốt tiện. Vâng. Nếu mà nhá, nói từ nếu tôi bán quả to ra rẻ, quả bé ra ra. À. Đấy. Tất nhiên là không phải là bé tí, bé đều đều. Đấy, như thế cho nên là anh em là nhiều khi nhiều ông khách đến cứ tưởng là ông chủ nhà kiệt. Sao đây chọn lại. Phải chọn ngoài lại cho dưới đây chọn thì ba cái quả. Sang, dạ. Nhảy vào chọn bưởi đây. Đấy, chọn đây, chọn thôi nói đùa, nó mới chọn đâu mà. Bà cứ nói chung ăn đi. Ăn tươi luôn bứt trên cây thì nó là một chuyện. Nhưng khi đã để vào đây rồi á, thì sau một thời gian ngắn để ngoài này, qua đầu quả nào nó héo mềm. Thì quả chất lượng cao hơn. À nó ngọt hơn nữa. Tức là nói như một số nó những xuống đường nó nằm ở cái gì nhỉ? Cái hữu cơ ông nói là cái lượng đường trong núi bưởi nó cao thì nó không rút ra ngoài được. Vâng. Nó chỉ rút cái phần nước á, phần nước ở cái cùi cùi ra đấy, thì nó héo quả bưởi. Thế còn cái quả nào nó cứng có nghĩa là nó ít đường là nó rút từ trong ra luôn. Là quả bưởi nó cứng. Đấy là nó cái chỗ đấy nếu mà các vị có ra quán mua đấy, ví dụ như quả này nó cứng cứng là ngay trên cây ăn bứt xuống ăn luôn không sao. Đấy là xui dại chót mách rồi. Chót mách rồi. Con ông yên tâm là cái kênh của con là ít người xem lắm. Chào bà nhá. Ôi bà quý hóa quá này. Dạ con xin nha. Cảm ơn ông bà nhiều nhá. Con chào ông bà nha. Sang năm mà khi nào mà nó nhiều ông nhớ gọi cho con nhá. Ok ông. Rồi con cảm ơn. Bây giờ mình di chuyển về đây các bạn ạ. Mà có rất nhiều vườn bưởi nhưng mà nó lại không phải là bưởi nó là bưởi diễn. Nhưng mà thôi, nào mình sẽ về quay. Bưởi diễn sao? Bưởi diễn này bao nhiêu lâu nữa chín không nhỉ? À đang thu hoạch ạ. Đây vườn. Và chào cô nhá. Chào cô chú ạ. Quen người quen trên TV đúng không? Người quen trên TV. À. Ê, quả Việt Phủ uy tín chưa? Đâu rồi, mang ra sao vào để gọt nhỉ? Gọt xong rồi bày ra mâm luôn. Đấy, mang vào đây. Để sao lấy xì ơi? Bắt tay em tí nào. À, em là xì. Đúng quả em. Vâng, em mới xuống. Chào con. Chào đẹp của anh. À. Đấy, để góc này gọt đi. Bảo dàn diễn viên điện tử ra để gọt. Ây da da, ác chiến của nó đấy nhỉ. Đề co đẹp phết đấy, khác gì nhà hàng Soa TV đâu, ông Thắng. Đang tập tành tí. À, đấy. Được không anh? Được, được. Của nó đấy. Ây à, đây là siêu đầu bếp làm món gì đây này? Sáu lăn anh ạ. À, sáu lăn à. Ngon đấy. Nhưng ngô đã luộc chưa? À, chuẩn bị. Ngon được rồi ạ. Siêu đầu bếp. Mấy ông chỉ ăn mới ngồi đây để đuổi ruồi thôi. Mày có mấy con ruồi đuổi không, có buồn quá. Không có việc gì làm. Không có việc gì làm. Mày đuổi nó đi. Được đấy. Đúng là cái này là sắp làm nhà hàng là thành rồi đấy. Ấy, vật tít vào. Quạt tít vào đây. cái dàn thắng này lắm chiêu rồi đấy. Thế là con lợn này một tạ là chế ra bao nhiêu món đây? Món này là món gì đây? Nộm à? Nộm anh ạ. Nộm này. Vâng. Nướng này. À, luộc này. Hấp này. Sáu lăn này. Sáu lăn. Đấy, gà đen này. Giò. Đúc giò ấy giò. Giò này. Vâng. Châu qua bếp. Đấy. Gà đen. Đấy, anh em đi này. Khác gì bê cỗ cưới đâu. Ê, các bà thấy dàn anh em bê cỗ này được không? Quá nhiệt luôn. Này giống như kiểu khác gì ấy đâu mà. Đều. Chọn ra và đều nhé. Thôi có khi là giờ. Mời các bà vào ngồi đi. Vâng. Đấy anh em vừa mới gọt xong bưởi. Chia cho mỗi mâm một vài quả. Ơ kìa, nặng à. Đây, để anh đỡ cho. Anh đỡ. Chắc mỗi mâm một quả anh. Mỗi mâm một hai quả rồi đấy. Anh em đi lấy đây ạ. Đấy.
To chưa? Thôi, mình này, mình để cái quả to nhất cho mâm của mình. Anh em diễn viên điện tử là ba mâm đây dài lên luôn nhá. Rồi, anh em ra đòn đi. Lần đầu tiên anh Hải Sapa TV rồi chị Mai cũng sang đây chơi. Đấy, người Lào Cai, người Yên Bái rồi là tất cả các anh em về đây. Vâng. Mời dô gái nhá. Nào. Hai ba. Dô. Hai ba. Dô. Hai ba. Mạnh thế. Nhưng mà hết hay là uống nửa thôi? Hết đi anh. Hết. Em chị hết rồi đấy. Hết rồi, hết rồi. Để chị chị. Lại đây. Ờ à, được, hôm nay chị Mai được ấy. Anh ơi. Rồi chị ơi, này phải say nhá. Cái gì đây? Cái gì đây? Kiểm tra tư cách đại biểu. Ao. Đâu. Ngửa chất nhá. Ba. Đô. Vâng, mời các bác nhá. Anh Hải xem mà mấy anh em diễn viên điện tử tự chế. Ngon nữa. Lợn nó cứng quá không? Ngon, ngon. Cho lợn ạ. Ui. Lợn già bì nó dày ăn. Bì giòn không? Đây là mấy thịt dày này, bì. Không thích ai, nhiều người chắc là không ăn thích ăn thịt mà thích ăn bì cơ. À, bì giòn. Đây, bì chế vào nộm với anh. Phải phân hơn phân đấy nhỉ? Cả cái giò này cũng lợn đó. Phân mốt. Dạ, giò lợn tất hôm nay là nguyên một con lợn đấy thôi. Một tạ. Tạ linh một. Cái này là 10 10 mâm. 10 mâm. Vậy là 10 cân hơi một người. Ừ. Con. Một con. Vâng. Chơi chị dùng đi. Chị dùng đi. Đây. Em làm em mời chị. Có một xe họ chở giúp về. Dạ. Chở chị trên đi về ạ. Vâng. À, chào các tráng sĩ. Đây là thằng Điếc công tử. Điếc công tử. À. Cứ đây anh Hải là mời. Để lên anh Hải đấy, giờ Điếc trở lên nhà Hải rồi. Chén đầy luôn. À, Điếc công tử có lên cái này đổ đổ sang bên kia kìa. Cái này bỏ 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 xong. Đây là Điếc công tử. Anh đã chén rượu. À. Em thì cũng chả có gì chúc Tết với anh nữa. Em cho bản thân em rất cảm ơn và em rất cảm ơn Tết của anh. À, rồi. Mày Điếc sang chúc Tết. Rồi, uy tín. Anh ra là làm một trần nhà đấy à? Làm đẹp hết đấy nhỉ? Đấy. Anh này là hoàn toàn nội thất là anh này. Đấy. Anh đây là Mạnh, uy tín nhất thôn Lũng Mỹ Bằng Yên Xuân Tuyên Quang. Nào anh sang Sapa làm cho em khách sạn nhá. Đấy, ui giời, quá uy tín luôn. Anh mà làm cho khách sạn cho anh Hải là anh nổi như cồn luôn, châm mắt cháy luôn. Nhưng mà với một điều kiện là phải làm đẹp nữa. Đẹp như Nguyễn Tất Thắng là được. Wow. Sang đang mê rồi, đang mê rồi. Anh làm ở Đồng Văn nhiều, Đồng Văn kia là Đồng Văn nhiều lắm. Đấy. Cách sạn nhà trên này. Anh này có tay nghề trước, anh làm thợ ở dưới xuôi mà, sau về anh mới tách làm mà. À, à cái nộm này bì dày này. Ui, ngon lắm, giòn. Ừ. Mấy năm Covid là không lên được trên kia là làm nhà. Ai làm nộm đấy? Ngon đấy. Vợ em. À, ừ. Chào bà. Vợ em rửa rau. Vợ em rửa rau. Trang thì bứt bưởi. Cảm ơn Trang ạ. Bơm trên tín rượu bên là gái. Đây. Mời chị Mai gái. Cảm ơn em. Nay chị Mai chị bảo chị ăn Tết là chị hôm nay xin phép được say. Xin được say. Vâng. Cái chén này nó to à? Ừ. Ở đây thử bạn. Cảm ơn đây. Đây. Ăn đi anh em. Chưa? Chúc em. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Bơm đi. Năm mới. Anh hộ em cái ghế cái cho bên này phát được không? Xem còn ghế không? Đây, cái bên này. Chén là nóng bụng nhỉ? Dạ. Rượu hay được không anh? Ngon lắm. Ừ. Rượu này là dùng chỉ để nhà uống á. Hạ thổ à? Lâu lâu biếu anh Hải một hai chai uống cho nó mát gan. Một hai can, nhưng một hai can. À một hai can. Ngon lắm.
rượu hạ thổ lấy về ai khen. Thế à? Vâng. Uống em cũng bắt đầu ấy. Vâng. À, cảm ơn Tài TV nhá. Cảm ơn anh em. Uống thắm chén nhỉ? Vâng. Chúc mừng đấy. Vâng. Phang Phang uống với chị đi. Đang nhanh. Hello con dài. Ôi ôi. Ừ. Ôi, Gia Hưng à. Hôm nay chúng ta mua xe về nhá. Chào bác Hải chưa? Đây là bác Hải Sa Pa TV. À, con rể. Ừ. Cảm ơn anh. Dạ. Không cần, đi vào thoải mái. Đây học lớp 1 chưa? Đâu, 5 rồi. Thằng Cảng là thằng út đây à? Thằng Cảng là thằng út. Đang bảo đẻ thêm hai đứa con gái nữa. Hơi khó. Thích đẻ là được đâu. Nếu mà muốn đẻ con gái thì gặp anh. Mà cho anh cúng bái phù phép các kiểu ấy. Không, không, không. Hai trai, em ba, hai trai một gái. Có nghĩa là riêng á. Thích con trai. À phải nghiện rượu, còn thích con gái á. Nhưng uống rượu nhiều mà, không có con gái. Uống rượu về phối à. Ngày xưa mình chiến thuật kiểu không, bọt say là nó bơi không được đâu. Ừ. À, toàn con gái thôi. Ừ. Bưởi ngon đấy nhờ, mặn nước nhờ. Rồi. Bưởi mặn quá. Mấy chị đã kịp bóc bưởi nhanh rồi. Bê anh Mạnh, chuyên nội thất, gỗ, lạp các kiểu. Đấy. Hai anh em nhà ông này cũng là thắng mạnh, mà nhà mình cũng thắng mạnh. Nhưng mà nghe từ nhà mình có vẻ mạnh hơn không? Không, không. Anh là anh, anh là anh hết. Em tên là Ước. Em mời anh Thắng. Em mời anh Hải. Ước ở đâu? Sức khỏe đại ca nhé. Cảm ơn em Phang Phang nhá. Cảm ơn anh Trang. Đâu uống với em Trang tí nhỉ? Em anh nhé. À, mình chưa em làm cho đi. Mời em nhá. Còn Đồng Văn. Bắt được nhiều 2k bây giờ 2k bơm cho dễ người. Ở đây anh em tôi uống rượu còn bơm một ca. Ừ. Anh em mình đi giao lưu với anh em tí nhỉ? Ờ, à, đấy, giao lưu tí, ra đòn tí nhỉ? Trang cầm tốt. Bên 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 này, bên này, bên này luôn, diễn viên điện tử luôn. Giao lưu với cả các anh em ở thôn tí với cả các diễn viên điện tử. Ừ. Nào, mời anh em đi. Đứng sang bên kia, đứng sang bên kia. Em ơi, Thắng xin phép mời tất cả anh em trong bơm một ly. Đây là có ông, à, anh Hải. À thế ạ. Ờ, là, đây là thằng em chuyên đồ tể, mà đứng dậy nào cũng ngồi thế. Đồ tể nhìn thôi, cách có hồn thế. Cảm ơn anh em, cảm ơn em làm việc nhá. Ào, dê gái, dê gái. Ào, ai là dô. Tuyệt vời, uy tín, quá uy tín. Đây, mâm, mâm. Cũng diễn viên điện tử anh ạ. À, chào anh em diễn viên điện tử. Diễn viên điện tử, điện lạnh, điện tân dụng. Đâu, đủ, đủ, đủ cả, đủ cả. Đủ hết cả. Trời ơi. Em yêu anh thế, em cho anh cười như này. Thôi Trang mày làm chén đi. Ờ, Trang. Trang người đi cùng đi. Đấy, đưa chén cho Trang. Bây giờ anh em mình xây là phải xây đồng đều cùng nhau. Không là không được. Linh. Đúng anh ạ. Nào, mời các anh, vâng. Mời các anh em nhá. Chúc anh em sức khỏe nhá. Cảm ơn anh em hôm nay nấu ăn rất là ngon, tuyệt vời. Vừa vừa khẩu vị, kiểu nó đúng kiểu bản sắc của anh em mình đấy. Đúng, đúng, đúng. Băm băm to, kho dừa. Anh em hô hoát nhá. Nào, hai ba, dô, hai ba, dô, hai ba. Ô, Sùng không biết đếm tiền. Làm đi em, đúng rồi. Nào này, mày tự kỷ đến nơi rồi em. Buồn à? Nhớ vợ quá rồi. Anh nhớ vợ à? Ồ. Thế này thì ờ dê 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 dê. Nào, dê đi. Nào. Ai mà dê. Rồi, cảm ơn anh. Quá. Đây sang mời các đại trưởng cự bên này tí. À, mời các bố. Vâng, các đây là các ông. Đấy. Chào các ông. Các ông cứ an toàn đi, các ông cứ ngồi đi. Xin xin phép mời các ông cảm ơn các ông một chén. Con xin phép chúc sức khỏe các ông nhá. Vâng.
Giới thiệu với anh Hải, đây là bác bên đằng mẹ em. Vâng. Đây là bác bên đằng bố em, hàng xóm bên này. Đây là chú bên đằng bố em. Vâng. Đây bác bên đằng bố em ở hàng xóm bên này. Vâng. Đây là anh bên đằng bố em. Vâng. Vâng. Cháu xin phép mời con mời các ông các chú một chút. Vâng. Vâng. Đấy. Đây là có nhiều fan hâm mộ của anh Hải lắm đấy. Không phải. Anh nói với chú, cái này hôm nay mới được ăn. À. Nuốt nước bọt. Hay ba. Hay ba. Hay ba. Ôi giời. 100%. Đi đầu đi. Để con chốt cho. Đây là nghệ sĩ Lâm đấy. Nghệ sĩ lang thang. Nghệ sĩ lang thang. Anh nói thẳng với chú là anh ở dưới nhà trốn ở cái quê nhà chú ở Hà Nội. Anh ở đấy 8 năm rồi. Nào anh em mình rôi đây. Nào. Đấy đấy. Hai ba. Đấy. Ông bà các ông còn chưa biết kiểu. Đây sang bên này luôn các bà luôn. Bên này luôn. Mấy bà fan hâm mộ nhiều lắm đấy. Hâm mộ anh Hải. Ờ. Đây mời con mời các bà chút. Rồi. Các bà uống các bà uống nước cam à? Không, cái cống rượu đâu ấy. Đây 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 có. Đây đây ngay cạnh bà. Đây cạnh bà. Cô là cô hay xem cái da của cháu này, cái này của tháng này. Ờ. Nào, con mời các bà các bác nhá. Vâng. Đây là toàn các bác ở xóm em anh Hải ạ. Vâng. Vâng. Chúc cả nhà ngon miệng nhá. Vâng. Nào. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Mai mất giọng chết. Được rồi. Nào, ông con mình vô cái nào. Hai ba. Lưu. Đây bên này các bà bên này. Ui giời. Đi là phải đủ bộ. Đủ bộ. Con chào các bà nhá. Đây là 100% ở xóm em. Và trong này có một số các bác là mẹ chị gái ruột của mẹ em. Vâng. Đấy, đây. Còn đây là các bác ở trong làng. Vâng. Thường xuyên là xem Sapa TV. Đấy. Các bà là sao xem nhớ đừng bỏ có quảng cáo nhá. Đây. Dạ vâng. Nào, rô cái nhá. 1 2 3. 2 3. 2 3. Đây cũng không phải lừa đâu nhá. Rồi. Ok. Cảm ơn các bà nhá. Nào, dê cái, dê cái. Dê nhá. 1 2 3. Rô. Ôi giời, các bà xóm mạnh thế cơ mà. Công lực khỏe ác đấy. Đây rồi đây. Đây đây đây. Mâm mạnh này, mâm mạnh của xóm này. Ôi giời. Đây đây. Thôi được rồi. Mời anh Hải uống này, xem mời uống. Nhiều thế. Uống giả vờ đi. Sao giả vờ? Uống thật luôn chứ. Uống cầm hết cầm gì. Từ nãy giờ. Từ nãy giờ toàn uống thật đi chứ ai uống giả vờ. Uống giả vờ đâu. Thật đấy. Trang này, Trang đây hỏi em gái này rót rượu luôn từ đầu đến cuối. Em rót rượu cái gì đấy thầy trả lương rót ít hơn à? Để từ đây vào. Đầy hết đi, rót đầy cái mấy anh em, rót đầy cái hộ gái. Mâm đầy nhựa. Quảng cáo cái nhá. Đâu rồi. Ai đúng là lãnh đạo trả lương khác là rót ít hơn. Trong này thì nhiều người biết Sapa TV rồi. Còn Nguyễn Tất Thắng thì ít. Toàn người làng. Chúc anh em ngon miệng. Nào. Hay ba. Hay ba. Hay ba. Uống nhiều. Hết. Tuấn này này nhìn như chú rể thật nhỉ. Mình đứng cạnh ngại quá. Hết đấy. Nào hai anh em mình. Hết thôi. Hôm nay đến đây gặp toàn những người nổi tiếng thì mình 2 3 0. Ôi giời mạnh quá. Bên này các bà các bác chào các bà nhá. Vâng. Đây là toàn các cô bác gì nhà em đấy. Vâng. Con chào các cô bác gì nhá. Vâng. Đây là thông gia với cả nhà em. Vâng. Mẹ vợ của Mạnh. Mẹ vợ của em trai. Em Mạnh đúng không? Vâng. Con xin phép mời các bà với các cô gì một ly ạ. Vâng. Vâng. Đây là cô Thư. Cô Thư ạ. Đấy. Dạ con mời cô. Chủ quán phở lớn nhất Mỹ Bằng đấy.
Mai con sao có phở cô review nhá. Vâng. Rô rô gái nha các bạn nhá. Đâu. Hay mà. Hay mà. Hay mà. Ôi trời, các bà như kiểu thở hắt ra này chết dở. Hai ba rồi. Cảm ơn. Ui giời ơi. Đây là bố mẹ vợ em đây anh ạ. Anh phải đứng về phía này, phía bên này gái. Đây. Cameraman chuyển máy quay về riêng kia. Đấy rồi. Cameraman. Đây là em giới thiệu chút. Đây là có bà cô của em này. Vâng, con chào bà cô ạ. Vâng. Đây là bố mẹ vợ em này. Con chào bố mẹ vợ. Đây là bà cô bên hàng xóm. Con chào bà cô hàng xóm. Đây là bà chị bên Yên Bái sang chơi. Vâng. Đây là em dâu. Vâng. Đầu bếp cũng rất là giỏi đấy. Master chef. Vâng. Hôm nào bế lên Hà Giang làm đầu bếp lên gì nữa. Vâng, chuẩn bị. Con xin phép mời ông bà với cô các bác trong mâm một ly. Vâng, vâng. Con giới thiệu con tên là Hải. Mọi người hay gọi con là Hải đẹp trai 60 tháng thôi. À, dô gái nhá, nhà mình nhá. Hai ba. Dô. Hai ba. Dô. Hai ba. Ôi giời. Trái đâu rồi? Tràng do rượu. Nào, dê mấy cả bố mẹ vợ em gái. Nào, okay. Ông bà, vâng. Nào. Ô, tai, bà, dô. Ôi, ôi, ôi. Ông bà ngon miệng nhá. Vâng. Ông ơi, con ngồi góc kia nhá. Em ở... Phải ấm này. Tuyệt vời. Vâng, chào chưa? Ok, chào thôi. Chào chưa? Chào thôi. Còn khi là bây giờ anh em mình phát động cảm ơn một phát xong rồi à, xong là anh em chị Mai xong là mấy anh em phát động cái xong là để các bác là chào mâm một cái xong là ăn uống cho nó tít để bắt đầu hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo đấy tại vì để cho nó anh em nó thoải mái. Không à, anh em mình cứ cầm cái không thì uống đầy này. Tí lại bảo anh Hải anh tham đi dùng ngon. Thôi em ơi cầm mâm đây. Ờ, nào. Rồi. Ôi mời cái chén này vào cũng say đấy nhỉ. Rượu. Chén này to quá. Tới này tặng luôn anh Hải 5 can liên tục nhá. Bọn đang ước rằng phèng về chuẩn bị. Số thứ tự từ 1 đến 5 luôn. Rồi. Nhưng mà nhớ là phải cho cả ship cả trang sang nhá. Không phải không ai. Người sau đây có lẽ là anh em mình xin chúc mừng em Thắng đã có một ngôi nhà vô cùng tuyệt đẹp. Hôm nay là anh em mình ăn Tết sớm nhất thế giới luôn. Hôm nay nhân dịp anh em tôi ăn Tết mà Tết này là Tết của giống như người Mông. Đúng rồi, sớm nhất thế giới. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em. Xin chào và hẹn lại tất cả anh em vào những video tiếp nhá. Nếu các bạn thích hay subscribe cho Nguyễn Tất Thắng. Subscribe và Sabah TV. Và đăng phang anh em nhá. Yeah.